BITV, kênh truyền hình chuyên sâu về kinh tế tài chính. BITV, kênh truyền hình nhất ở Việt Nam theo thời gian thực. BITV, bức tranh toàn cảnh về kinh tế thế giới và Việt Nam. VITV truyền hình phát trên vệ tinh, cáp, kỹ thuật số, internet, IPTV và mobile TV. VITV khởi nguồn kinh doanh. Chiều ngày 4 tháng 3, tại thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra buổi họp báo triển lãm quốc tế về hàng hải và ngoài khơi. Triển lãm thu hút hơn 300 doanh nghiệp và nhãn hàng trong và ngoài khu vực đến từ 16 quốc gia khác nhau. Theo đó, triển lãm sẽ bao gồm hai lĩnh vực chính: triển lãm hàng hải IMEX Việt Nam và triển lãm giới thiệu các sản phẩm và công nghệ mới Việt Nam 2013. Sự kiện năm nay tập trung vào các doanh nghiệp trong ngành hàng hải và ngoài khơi nhằm giới thiệu các nhãn hàng liên quan đến thiết bị khai thác, thiết bị nạo vét và kỹ thuật ngoài khơi. IMEX Việt Nam 2013 hứa hẹn sẽ mang đến nhiều kết quả hữu ích cho ngành hàng hải khu vực và mở ra diễn đàn lý tưởng để các doanh nghiệp trong ngành kết nối, tiến hành kinh doanh tại Việt Nam. Triển lãm sẽ diễn ra từ ngày 5 tháng 3 đến ngày 7 tháng 3 năm 2013 tại thành phố Hồ Chí Minh. IMEX Việt Nam lần thứ tư bao gồm các hoạt động tại triển lãm và chương trình người mua VIP được tổ chức song song. Chương trình này là một trong những yếu tố nổi bật của sự kiện, gồm nhiều hoạt động phong phú như các buổi gặp gỡ giao thương trực tiếp, các buổi tiệc giao lưu hay chương trình tham quan các xưởng đóng tàu lớn gần thành phố Hồ Chí Minh. Qua đó, cho thấy ngành công nghiệp hàng hải hiện nay đã có những dấu hiệu xu hướng tiếp tục tăng trưởng bất chấp những khó khăn gặp phải. Điều này giúp cho các doanh nghiệp lấy lại sự tự tin trong mục tiêu chung tay phát triển ngành công nghiệp hàng hải nước nhà. Đặc biệt, IMEX Việt Nam 2013 diễn ra đồng thời với triển lãm quốc tế, giới thiệu về các giải pháp sản phẩm lọc và làm sạch không khí. Có thể nói, sự kết hợp hài hòa của nhiều hoạt động hữu ích và chất lượng tại IMEX Việt Nam 2013 sẽ giúp tăng cường và củng cố các cơ hội hợp tác, thu hút sự quan tâm của khách tham quan, cũng như khuyến khích sự giao thương hơn nữa trong cộng đồng doanh nghiệp hàng hải Việt Nam. BITV, kênh truyền hình chuyên sâu về kinh tế tài chính. BITV, kênh truyền hình nhất ở Việt Nam theo thời gian thực. BITV, bức tranh toàn cảnh về kinh tế thế giới và Việt Nam. BITV, truyền hình phát trên vệ tinh, cáp, kỹ thuật số, internet, IPTV và mobile TV. BITV, khởi nguồn kinh doanh.